Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube Boycomment Trà Vinh. Hôm nay thì mình xin mời tất cả các bạn hãy cùng mình điểm qua thông tin dịch Covid-19 tại Trà Vinh vào sáng ngày 30 Tây tháng 8 như sau. Theo thông tin mình nhận được thì sáng ngày 30 Tây tháng 8 thì Trà Vinh ghi nhận thêm 24 ca mắc Covid mới và thêm 1 ca tử vong. Trong đó Trà Cú có 2 ca, Cầu Kè có 2 ca, Duyên Hải có 4 ca, Châu Thành có 5 ca và cao nhất là thành phố Trà Vinh có 11 ca. Và cụ thể như sau thì 2 ca ở huyện Trà Cú là các F1 của các ca phát hiện trong cộng đồng có địa chỉ ở khóm 5 thị trấn Định An và đã được cách ly tập trung. Còn 2 ca ở huyện Cầu Kè thì có địa chỉ ở Rùm Sóc, Châu Điền, được phát hiện trong khu cách ly tập trung. Còn 4 ca ở huyện Duyên Hải thì trong đó có 2 ca là F1 có địa chỉ ở xã Đông Xuân, được phát hiện trong khu cách ly tập trung. Và 2 ca có địa chỉ ở xã Đông Châu, được phát hiện trong chiến dịch sàng lọc. 5 ca ở huyện Châu Thành là các F1 của ca phát hiện trong cộng đồng có địa chỉ ở xã Hòa Lợi, trong đó 4 ca ở Đa Hòa Nam và 1 ca ở Chăn Mật và đã được cách ly tập trung. Còn 11 ca ở thành phố Trà Vinh thì trong đó có 1 ca có địa chỉ ở khóm 4 phường 4, được phát hiện trong khu cách ly tập trung. 10 ca là F1 của các ca phát hiện trong cộng đồng và đã được cách ly tập trung. Qua sáng ngày 30 tháng 8 thì Trà Vinh cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong mới ở xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú. Phần thông tin về dịch Covid-19 tại Trà Vinh vào sáng ngày 30 tháng 8 của mình đến đây đã hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Nếu tất cả các bạn thấy hay thì đừng ngại bấm mình một like và một đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.